Lúc 18 giờ ngày 16 tháng 11, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu mở màn tại bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, làm khách trên sân của đội tuyển Philippines. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự một giải đấu chính thức dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chaussier. Sự hào hứng và quyết tâm của ông Chaussier được kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả tích cực cho đội nhà. Trận đấu này sẽ được báo Quân đội Nhân dân điện tử cập nhật trực tiếp. Cựu đội trưởng đội tuyển Anh David Beckham bày tỏ niềm tin vào khả năng vô địch Euro 2024 của đội hình hiện tại của Anh. Ông tin tưởng vào huấn luyện viên Gareth Southgate và những cầu thủ trẻ tài năng như Cole Palmer và Jude Bellingham, dự đoán rằng đội tuyển Anh sẽ có cơ hội lớn tại giải đấu sắp tới sau khi suýt chạm tay vào chức vô địch tại Euro 2020. Gabriel Jesus, tiền đạo của Arsenal, được gọi lên đội tuyển Brazil cho vòng loại World Cup 2026, dù đang hồi phục sau chấn thương. Huấn luyện viên Fernando Diniz của Brazil lựa chọn Jesus với niềm tin vào tình trạng thể lực hiện tại của cầu thủ này. Sự tham gia của Jesus được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào chiến dịch của đội tuyển Brazil tại vòng loại. INEAS Sport của Sir Jim Ratcliffe sắp mua 25% cổ phần câu lạc bộ MU với giá 1,3 tỷ bảng Anh. Patrick Stewart, cố vấn chung của MU, sẽ làm giám đốc điều hành tạm thời, thay thế Richard Arnold. Arnold, kế nhiệm Ed Woodward từ tháng 2 năm 2022, sẽ bàn giao công việc cho đến cuối tháng 12 năm 2023. MU đang cân nhắc Jean-Claude Blanc cho vị trí giám đốc điều hành mới. Trong giới quần vợt, Novak Djokovic phát biểu sau trận thua Jannik Sinner ở ATP Final rằng giờ đây các tay vợt trẻ có thêm động lực để đánh bại anh. Djokovic nhận thấy rằng các đối thủ trẻ thấy được điểm yếu của mình, coi đó là cơ hội để chiến thắng. Trần Thị Nhi Yến, với phong độ chói sáng trong năm 2023, đang hướng tới các giải đấu quan trọng năm 2024, bao gồm giải điền kinh vô địch thế giới lứa tuổi U20. Nhi Yến, 18 tuổi, đã giành 2 huy chương vàng ở giải vô địch điền kinh quốc gia 2023, với thành tích nổi bật ở nội dung chạy 100m và 200m. Giải cầu lông quốc gia 2023 chứng kiến nhiều bất ngờ, đặc biệt là trong các nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Hạt giống số 1 Nguyễn Danh Tiên Nguyễn Thế Ngọc, Hà Nội, bị loại bởi Nghiêm Đức Anh Nguyễn Hoài Nam, Bắc Ninh, trong khi nội dung đơn nam cũng có kết quả ngoài dự đoán.